bộ truyện ta ở Hokage Entia Convert của tác giả Bibi Nier Automata, nói về một người xuyên Việt đến Hokage thế giới nhận được hệ thống. Sau đó rèn luyện nhẫn thật tán gái xương bá thế giới. Đây là chuyện có thể loại đồng nhân nên có nhiều đoạn bốc bẩn sức mạnh cho nhân vật chính và nhiều đoạn không hợp lý để tăng sự bá đạo cho nhân vật đó cũng là chuyện thường thấy trong thể loại chuyện đồng nhân có nhiều độc giả thấy khó chịu và vô lý nhưng xin anh em hãy nghe chuyện để giải trí không nên quá căng thẳng. Còn về tính cách nhân vật chính thì là một người ngạo mạn chỉ cho mình là đúng không coi ai ra gì chỉ cho có những người mà hắn thích hoặc vi phục hắn thì mới có thể sống yên ổn nếu không thì hắn sẽ làm người đó sống không bằng chết rất thảm. Đó cũng là tính cách thường thấy của mấy thần xuyên việt giả thích nói đạo lý và có rất nhiều lý do để hành hạ người khác nào là ý đồ xấu bắt lợi với hắn mây mây và vân vân nhân vật chính là còn là một tên biến thái không làm nhiều thủ đoạn để tán gái mà cả mẹ của gái cũng không tha từ tặng quà tán tỉnh cưỡng bức gái nào hắn cũng dám làm. Tới đây mấy bạn nghĩ hắn chỉ thủ đoạn thôi chứ đâu có biến thái đâu phải không nhưng các bạn nên biết nhân vật chính xây dựng chỉ mới 9 đến 10 tuổi những lĩnh hồn của hắn đã hai mươi mấy tuổi rồi. Nhưng những nhân vật nữ khác thật sự chỉ mới 9 đến 10 tuổi thật chỉ là trẻ em chưa đủ tuổi mà hắn dùng vật phẩm của hệ thống biến mình thành một thanh niên 17-18 tuổi còn dùng nó lên máy bé gái đó để biến thành những cô gái 17-18 tuổi để cho hắn chơi còn dùng khăn để lấy vết máu lần đầu tiên để làm hộ siêu tập. Không còn gì để nói tác giả đã tạo ra một nhân vật nếu có sức mạnh và lạc vào một thế giới khác thì sẽ trở thành như thế nào. Còn về sức mạnh hắn có rất nhiều đạo lý trình ra sự hợp lý những nói là một chuyện còn làm là một chuyện khác nhưng tác giả đã cho hắn chỉ cần hắn nghĩ ra được sức mạnh gì làm hắn có thể tìm ra cách có được sức mạnh đó luôn tôi cũng bó tay với ông tác giả luôn. Nói tóm lại thì nếu nghe chuyện thì bạn hãy nghĩ mình là tên nhân vật chính thì sẽ bất bức xúc hơn cuối cùng thì chúc anh em có một thời gian nghe chuyện vui vẻ nếu mình nói thiếu cái gì thì các bạn có thể để lại ở phần bình luận xin cảm ơn các bạn.